Lại là Phước Sửu đây cả nhà. Hôm nay Phước Sửu cùng với mọi người sẽ đi thăm khu đô thị Phú Mỹ Hưng, một khu đô thị gần 400 hectare thuộc về phía nam của thành phố, gọi là khu Nam Sài Gòn. Ở đây thì có rất nhiều loại sản phẩm đang chào bán, gồm nhà phố, shop house, biệt thự và rất là nhiều căn hộ cao cấp. Thì một cái sản phẩm mà Phước Sửu giới thiệu với mọi người là một cái biệt thự rất là đẹp tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng này. Mình sẽ review, đánh giá xem cái sản phẩm này là có phải là cái sản phẩm hot để gọi là quý anh chị gọi là đặt tiền xuống mua hay không nhé. Rồi mọi người cùng theo chân Phước Sửu để mình tham khảo cái sản phẩm này nhé. Rồi xin mời. Hôm nay cùng với Phước Sửu mời mọi người đi tham quan Phú Mỹ Hưng và mình chiêm ngưỡng những căn biệt thự khá đẹp tại Phú Mỹ Hưng, được cho là một khu dân cư đáng sống nhất tại khu Nam. Phú Mỹ Hưng được rất là nhiều giới nhà giàu tìm đến, tọa lạc tại cung đường Nguyễn Văn Linh với tổng quy mô là hơn 400 hectare. Phú Mỹ Hưng giống như là viên ngọc rồng của khu Nam. Tại đây thì khu dân cư đầy đủ tiện ích, được bao bọc bởi thiên nhiên sinh thái của rất là nhiều cây cối, hồ nước và sông ngoài. Trong video ngày hôm nay, Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn biệt thự khá đẹp luôn. Căn biệt thự này tọa lạc tại khu phố Mỹ Gia 1, với diện tích là 16 x 16, một diện tích khá đẹp không? Căn biệt thự này thiết kế theo một cái tông màu là trắng. Mới nhìn vào thì mọi người như là suy nghĩ mình như là một cái tòa lâu đài trắng giữa một cái thành phố gọi là nhộn nhịp không? Căn nhà có một khuôn viên khá rộng rãi để được khoảng 6 đến 7 chiếc xe hơi và được thiết kế gồm là một trệt, một lầu và ở trên là gồm sân thượng, áp mái và có những cái phòng thờ ở trên, được thiết kế theo phong cách gọi là bán cổ điển. Ở đây thì chủ nhà thiết kế bên ngoài hoàn toàn là màu trắng, còn bên trong thì tông màu gỗ nên rất là sang trọng và hợp lý, dành cho những cái người là thích là mới mẻ và thích một cái tông màu sáng ha. Nói về cái khu dân cư Mỹ Gia 1 thì tọa lạc trên một cái cung đường 16m, căn biệt thự đối diện một cái công viên khá rộng rãi, thoáng mát, nhiều cây xanh. Đường trước nhà thì thông thoáng, xe hơi tránh nhau thoải mái luôn. Căn biệt thự thì có hồ bơi nha quý anh chị, thoáng mát và có không gian sân vườn trồng rất là nhiều loại cây. Ở đây thì chủ nhà này đang gọi là ở luôn. Khi quý anh chị mà sở hữu căn nhà này thì đầy đủ nội thất luôn, quý anh chị chỉ cần mà xách vali vào là ngủ thôi. Có sofa nè, có bàn ăn nè, phòng ngủ thì đầy đủ tất cả các tiện nghi, tủ âm tường, giường nệm, máy lạnh đầy đủ hết toàn bộ luôn. Pháp lý của căn nhà là sổ hồng hoàn công đầy đủ, kèm một số pháp lý của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng cung cấp, gọi là pháp lý an toàn tuyệt đối quý anh chị ạ. Mọi người theo cái playcam của Phước Sửu bay thì mọi người cảm nhận được đây là một cái khu dân cư đáng sống phải không cả nhà. Nếu quý anh chị mà mua căn nhà này thì ngân hàng, tất cả các ngân hàng lớn tại Việt Nam như Vietcombank, BIDV thì hỗ trợ cho vay lên đến 75% giá trị của căn nhà luôn. Nói về khu dân cư khu phố Mỹ Gia này là một khu dân cư có cộng đồng văn minh thân thiện, môi trường thì sống là theo phong cách là hiện đại. Ở đây thì gia đình bạn nè, có những con trẻ thì tự do chơi đùa giữa thiên nhiên xanh mát, ngập tràn nhiều ánh nắng. Và ở đây thì trẻ em có thể là tự do và cảm nhận với những cái thế giới rộng lớn xung quanh. Từ cái khu dân cư này thì xung quanh ở đây nè, cái căn nhà này nè, thì tiện ích khá đầy đủ. Chỉ khoảng 5 phút á, là đi đến bệnh viện lớn như bệnh viện Pháp Việt nè, bệnh viện Tim Tâm Đức, bệnh viện Pháp Việt và một số cái hệ thống trường quốc tế dày đặc và trường đại học và lớn như là Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Tôn Đức Thắng hay là Đại học Tài chính Marketing. Nên ở đây á là để phát triển cho con trẻ thì khá tuyệt vời luôn. Và một nơi
đi để trở về sau những lời làm việc mệt mỏi. Có những cái tiện ích mua sắm sầm uất xung quanh căn nhà luôn. Rồi, để biết thêm nhiều hơn về cái thông tin căn nhà nè, pháp lý, giấy tờ nè, rồi một số cái tiện ích và những cái nội thất bên trong, thì quý anh chị inbox cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Đồng thời quý anh chị cần thêm những thông tin của khu dân cư Phú Nhuận Hưng, comment ngay ở dưới video, đăng ký kênh để đừng bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Và bây giờ Phước Sửu xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.